Mến chào các bạn Mời các bạn cùng đón nghe những mẫu chuyện ngắn của tác giả Tony buổi sáng Tin rằng các bạn sẽ bổ sung được những kiến thức mới vào thư viện kỹ năng sống của mình Truyện sẽ được phát hàng ngày trên kênh youtube Tony chấm buổi sáng Nếu bạn thấy nó có ích, hãy chia sẻ những bài viết này đến những người thân yêu của mình Chúc bạn có một ngày học tập, lao động thật tốt Bài viết Bệnh Khoa Kỳ Hôm đi đám cưới bạn mờ, bạn B chạy tới chào hỏi Tony khỏe không? B nè, nhớ em, mình chả nhận ra là ai, nhưng phép lịch sự cũng trả lời khỏe. Nhưng thú thật, trao qua đổi lại một hồi, câu chuyện bạn nói mình theo không được, vì không có trong ký ức. Cái bạn nói, tụi mình đều biết bạn, nhưng bạn thì không. Hồi đó bạn lớp A1, hất mặt lên trời, đâu có chơi với tụi A4, A5 này, cái mình mắc cỡ quá, nói hồi nhỏ ngáo ngơ, chảnh chọe, chứ giờ hết rồi khiêm tốn và cầu thị lắm. Lật đật hỏi thăm bạn ơi giờ vô Sài Gòn làm gì ở đâu, xin số di động, rồi email, a à Facebook, tỏ ra hết sức dễ thương. Nói mới nhớ, hồi nhỏ hạt ở trường làng, đầu lớp 3, trường chuyên ở ngoài thị trấn vô xã, coi trong làng có đứa nào mặc mũi sáng sổ bốc ra thị trấn. Hạt sáng hạt chiều, nên cũng hẻm chơi với bạn trong làng, rồi tụi nó cũng rơi rụng hết, đầu tới lớp 9 thì không còn đứa nào tiếp tục. Nên chỉ có mỗi mình mình hạt tới cấp 3 Trong cái làng to đùng ấy Rồi vào cấp 3 Lớp A 1 hết 1 phần 2 Là từ trường kiên chuyển lên Nên chơi với dân trường kiên quen rồi Chơi với trường thường lớp thường hẻm biết chơi sao Hồi đó mỗi lần thi hạt kỳ Cả trường sẽ thi chung Tên ai có chữ cái đầu tiên giống nhau Sẽ ở chung một phòng thi Tony lúc nào cũng đến đứng ở cửa vào phút 89 Chờ mọi người đã ngồi hết rồi Thì mới bước vào Không nói không rằng Không nhìn không ngó bất cứ ai phát đề xong là ngồi làm bài lặng lẽ. Khi giám thị ghi lên bảng còn 15 phút nữa nộp bài là lúc Tony lên nộp, làm chưa hết cũng nộp, vì muốn ra sớm hơn mọi người, để hất mặt lên trời cho dễ. Làm toán bỏ câu cuối, còn viết văn là lật đật kết luận, vì không muốn chen chúc đứng xếp hàng nộp chung với mọi người, nên điểm thi thấp tè, không bao giờ đạt điểm tối đa. Lên đại học, bệnh chảnh còn hoành hành dữ hơn, ở tỉnh lên thành phố, đen thui cao non ốm nhất nói giọng địa phương hẻm ai hiểu đi xe đạp, đạp một cái ống quần lên thuốc, tên đầu gối, lòi ống quyển đầy lông, mà cũng bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, thiệt là không ra làm sao. Nhưng vì để được chảnh, phải hạt giỏi, hạt nghiêm túc, không quay bài hay xin xỏ, nhưng lúc nào cũng nghi ngờ thầy cô hiểu sai vấn đề, rồi truyền bá lại cho mình trật. Chưa tin thầy cô bao giờ, vì có phải của họ phát minh ra đâu, nên phải coi lại sách. Buổi chiều là lên thư viện học đến 8 giờ tối đọc hầu hết các đầu sách có trong thư viện liên quan đến chuyên ngành, nhưng cũng nghi ngờ người dịch dịch sai, nên mong ước sau này phải qua tận nước bạn xứ, để từ miệng cái ông nghĩ ra vấn đề đó nói với mình, thì mới tin là đúng. Ra trường, Tony làm việc quần quật, bất kể ngày đêm, mua hàng Trung Quốc bán qua Nga, mua hàng của Pháp bán qua cho Mỹ, thanh toán LC aside hết, lấy tiền đô la cho nó khỏe, khỏi phải xin xỏ khốn đúng biết điều với mấy con na thằng mít mệt bỏ mẹ, ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thể thao giữ gìn chút dung nhan mùa hạ đặng bắt tay với quốc tế cũng phải ngang hàng cũng mấy lần định kết nạp vô mấy hiệp hội doanh nhân danh nhéo gì đó mà hẻm thấy ai ở việt nam đúng tiêu chuẩn là doanh nhân cả người đẹp thì ít tiền ít chữ người thông tuệ thì lại xấu nhìn nhức đầu người giàu thì lại kém sang và hậm hĩnh nên bơ vơ ngồi chơi một mình nhu cầu chẳng làm cho người ta phải giỏi giàu đẹp một cách tử tế nhưng khổ lại hẻm có bạn chơi vì chênh lệch đẳng cấp. Nên các bạn có quyền cocky, nếu bạn trung thực đàng hoàng, bạn dùng năng lực của mình để giàu và đẹp. Còn nếu không thì nên cúi đầu, cái sau này qua Mỹ học, mấy trường thường như yêu, hay MIT, hay Stanford, không thèm đăng ký, sợ thầy cô ở đó hẻm đủ trình độ. Bên phải West Point, hay Harvard, cho được, West Point, thì già quá nó hẻm nhận, nên bèn học Harvard. Qua Mỹ, bệnh chảnh lại bùng phát mạnh mẽ hơn. Từ chảnh trong tiếng Mỹ là cocky, thế là bệnh chảnh ở quê trở thành bệnh quốc tế. Tony ngồi trong giảng đường, mà mặt mũi vinh váo thấy ấn. Lúc nhập học, nó phát cho mỗi người một cái bản tên, cầm bỏ trong cặp, vô giảng đường ngồi đâu, thì gắn ở trước mặt để gọi tên cho dễ. Thường thì khi tranh luận, ông thầy hay đi qua đi lại và mời bất cứ ai phát biểu. Ví dụ mời anh John, anh John nghĩ gì về vấn đề này? Hay mời anh Tony phản biện ý kiến của anh John, nên phải tập trung, chứ không ổng mời một phát á nói i am sorry thì nhục như con cá nát rồi các buổi tối trong trường thường có party mình cũng cầm ly rượu vang và miếng bánh đứng ăn trong một góc mặt mũi lạnh lùng cứ nhìn lên trần nhà hoặc ánh mắt cứ xa xăm mấy đứa da vàng chắc tàu hay nhật hay hàng gì đó thấy tony là người châu á bèn đến bắt chuyện hỏi where are you from mình nói việt nam cái nó định nói chuyện câu gì nữa nhưng mình nhún vai nói mày nói chuyện tao không thấy thú vị i am sorry cái tuổi nó hỏi ủa sao vậy? Mình nói tao ít chơi với dân châu Á lắm, không thích chơi với chủng mông gô lô ít, mày thông cảm. Tụi nó nói với nhau nghe nói đến từ Việt Nam, định khinh nó, mà chưa kịp đã bị nó khinh trước rồi. Bọn châu Á giàu có như Nhật, Hàn, Đài, Sinh, ôm nhau khóc như mưa, vì bị Tony lục đòn. Tony hay khinh phủ đầu khi thấy ai đó có biểu hiện khinh người Việt. Mấy đứa Tây bên kia nghe vậy bèn bu tới, nói vậy tao là Tây nè, tụi tao thuộc chủng ăn lô sát sông nè chơi đi cái mình cũng trề môi nhún vai nói suy nghĩ lại rồi giờ chủng nào cũng hẻm chơi hẻm thích chơi với người nữa tụi nó có hỏi thì trả lời yes no qua loa chứ hẻm thèm hỏi lại còn đi hội nghị quốc tế ở pháp có đứa tới bắt tay đưa name card mình từ chối bắt tay chị hỏi là mày có công trình khoa học quốc tế nào vừa công bố hem nếu có thì nói chuyện tiếp cái tụi nó nhục liền lặng đi mấy giáo sư tiến sĩ viện sĩ hàng lâm khác lao đến rầm rập nói tôi có nè tôi có nè, cho tao chơi với. Cái mình nói, ok let's show me, đưa tao coi. Sau khi xác nhận xong là bằng cấp thật, công trình thật không phải đạo văn, hay mua bằng, Tony lập tức bấm nút chơi, thuê. Trong lúc đang thuê, thấy tụi nó phơ quá phơ, phê quá phê. Tony bèn hỏi, sao tao khùng thấy bà cố luôn mà tụi mày say mê vậy? Chúng đồng thanh, vì mày mắc bệnh kho khi, mà lại easy to love, dễ thương, và easy to look, dễ coi. Trên đời này chỉ có một, It's you, Tony Tony nói Ô oh, yeah. Các bạn có thể bắt chước Tony Đi quốc tế cứ hiên ngang Mình đẹp để giỏi giang Đàng hoàng tử tế Có ăn có học Nhưng cách cao vời mắt mứa gì phải sợ tụi nó Nó mà có nghe nói mình từ Việt Nam đến mà khinh bỉ Thì mình khinh phủ đầu liền